Và trong số 6 ly này có 1 ly là cà phê, 5 ly còn lại chứa công thức đặc biệt. Nhiều ra ít vậy. Ờ, nước mắm đầu luôn á. Mình thường mấy người thua người ta mới thèm với mình thấy bình thường. Bình thường em nói đi xe vui mà lâm sao mặc quạo vậy, xe 7 tiếng vui gì mà không được ghế nằm nữa, không được ghế nằm nữa. Trôi đi trôi em tìm nó tắt ta xuống, yêu thương ngày đông ngày đông, ghế thẳng lưng nữa, ghế dựng nữa. Mày phải làm nội dung nữa, đâu được ngủ đâu. Xong rồi này lộn ra quay đó, trời ơi. Mà anh Huy bay đen đó giờ thì không nói cho em Dương Long để trước chương trình khẳng định là mình luôn luôn may mắn với các nhạc sau, mà hôm nay sao vậy ạ? Liên tục nha. Nếu như mọi người có coi những cái game của Lâm thời tới rồi đi, thì Lâm được cái gì à? Được cái iPhone ha. Còn nếu với chương trình 5 giây thành triệu phú, chơi xương xương thôi 100 triệu. Tất cả là tự thân vận động, có trí thông minh nho nhỏ, cũng như kèm theo sự may mắn. Và Lâm nghĩ may mắn của Lâm rất là nhiều, cái cục may mắn của Lâm rất là bự. Rút lời cái lời đó, từ ban đầu lúc mà còn sáng sớm hừng nắng á, còn sung sức quá cho nên nói khùng nói điên. Bây giờ khi mà chơi vừa chơi xong rồi thấy là bớt nói lời sang hơn, ý nghĩa hơn. Nhưng mà đầu tiên thấy một người mà đạt cái độ là chín mùi luôn em. Hả? Wow. Không có nha, không có đậu xanh nha, toàn qua sao mì nha. Mì không nha, cái mì nha. Trời ơi. Ủa sao hay vậy, sao em trượt á? Tưởng là cay đắng rồi. Ủa? Ngon. Kỳ Minh Tướng. Em thú tội. À đúng rồi, xui. Tại em á, em dướng anh quá. Em dướng anh Giang mà. Không, em quen dướng anh. Cái bài có luôn cái bài gì nè? Jennifer. Bài Jennifer nè. Jennifer. Không sao, chúng tôi đi xe vì chúng tôi có thể lắp tất cả tình cảm của những câu chuyện. Chúng đi máy bay cũng được vậy. Máy bay lắm. Bị khó chịu lắm. Mà chiếc xe lay nữa. Đúng rồi, lay nó dùng tiếng tính đi. Đi đây gọi tới 9 tiếng á. Nhưng mà đi xe là dễ bể bánh.
Mày bánh chúng tôi sẽ trải nghiệm mà cái này liền liều tại giá bánh. Và đặc biệt dưới xe đó chúng ba đang chúng tôi rồi. À? Quá trời đi chung luôn. Ngồi cuối. Trời ơi, chớ rồi, lỡ rồi nhậu luôn. Nhậu luôn. Ok không? Đi giữa đường mua đồ nhậu vô luôn. Nhưng mà nhậu quá là phải bắt cóc nhỏ này. Tiếp cận nè. Tục đường chưa? Tục đường đó. Bắt cóc nhỏ này. Còn Hiếu á, lúc trước thì quay cảm thấy khá là chưa quen á. Hồi xa cách thấy anh á, vừa quay hình một lát rồi thì cảm thấy thế nào? Thấy đàn anh đâu không hiện nhất. Bà này mới nói, em thấy ồn quá. Ồn quá, dạ. Chung là em thấy rất là vui, nãy giờ không có thấy cản trở gì hết. Thấy vừa rất là may mắn. Hôm nay được vào đội những người chiến thắng. Thì đó, em Anh Giang, là Chris. Được điểm lên tay. Được điểm lên tay. Xung một sướng. Đầu xui là đuôi không lọt. Anh đầu bán trâu. Đúng rồi, con này đánh bài phải không? Anh đánh bài. Anh có máu đánh bài. Cái câu này, cái câu chăm câu đánh bài. Ê, bên nhà anh có sườn non riêng mà. Ôi. Ồ, anh ôi. Bài đó là anh thắng. Có mà. Cái đó mà đúng mắm của mình. Đó, anh bắt đó. Rồi xong cả. Cá gì chiên giòn, hoặc là cá gì nấu măng. Cá gì đó hả? Trời ơi. Mắm mực chấm thịt luôn. Hôm bữa em có cái clip của anh là cá giò nấu. Cá giò nấu giống canh, nó dành rau răm. Cá giò ngon lắm. Chết luôn á. Những con người phàm phu tục tử. Những người không có lâu kết. Đúng rồi, tôi là heo thì. Tôi là người mẹ. XWT mà. Đúng rồi. Phàm phu tục tử, phàm những món. Chúng tôi không lắm, không có phải thèm thù gì hết. Đây đâu có tủ, em muốn nước. Để gọi điện. Gọi điện mà anh liền anh ơi. Xíp 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 cho em phòng lên xe rồi. Ủa nhưng mà lát dừng ra đang ở chi nhánh nào ta, mày báo ta. Để hồi con chắc lại cho chú. Chắc liền thì tôi gọi điện luôn. Rồi anh cũng ai chi nhánh nào. Nãy mình về cái chuyện khui vali á, mình thấy đồ trong vali của ai là biến thái mà là mình ngạc nhiên nhất rồi. Biến thái hả? Có là biến thái, có cái mặt xin clip không? Có bật nếu có bật nhẫn sang. Em có mặt xuống chiên không? Nhưng mà xuống chiên thúi thì rất là biến thái. Là anh mặc một nước em, một, anh mặc một đêm rồi. Cái mùi đó là một đêm. Tàu hủ chiên thường và tàu hủ núi chiên khác nhau. Tàu hủ chiên tàu hủ thường nó rẻ, tàu hủ xuống mắc à. Mắc à. Đó. Cái đó là trường tà. Nhưng mà cái lưng mà thúi kỳ á. Nói giờ giặt cỡ tắm nước rồi anh rất là sạch sẽ rồi. Anh có bị căn bệnh là nhìn sao. Nhưng mà tại sao nó chua không? Tại sao nó chua không? Anh Huy, cái này là anh phải xin kinh nghiệm anh Tuấn, là xin Tuấn chia sẻ biết tiếp rồi. À, anh chuẩn bị cái 5 miếng mực. 5 miếng mực không? 5 miếng khô mực. Mà dạng mà xài xong rồi dùng. Không có ông lực, ừ. Một lần quý ở đây. Sao em không mang theo, thì như em mang đồ xài một lần. Cái đồ xài một lần rồi để mang thêm lần tại nữa. Tại vì em lúc đầu mình mang nó theo, mày giấy theo à. Nhưng mà em dùng giấy rồi thì chơi những cái màu hỗn hợp với núi rách giấy. Chơi những cái màu hỗn hợp với núi rách giấy. Rách giấy thì không sao, là thoáng em. Ướt nữa. Nó thoáng, nó rách thì mình thay. Ăn 5 cái rồi mà. Tại vì không phải chứ không thay đâu. Thay cái giấy mà rách thì có những thứ chỗ dày. Nó sẽ khó điều khiển, khó điều khiển. Trời ơi, mấy viên cạnh này chưa có bồ nữa mọi người. Chưa biết là con là gì luôn á. Không có đâu. Nó sẽ 12 giờ. Không, anh đi quay ngay lại quay. Nè, hai anh em tôi mặc mang giày giống nhau nè. Ủa, vậy cũng người chiến thắng mà. À, rồi chưa kể là quân đội ta nguyên một cánh nè. Đèn trắng thấy không? Trời trời. Có, hai người mang giày đen. Có, em qua đây à. Chọn dữ hơn liền. Em chung giày. Rồi bút đói khổ rồi ai giúp. Em qua lại đây à. Chúng vậy rồi ai mà giúp. Làm em qua đây à, em thử mọi người thôi. Em còn thử dữ quá em vậy đây. Mọi người nhớ em cũng không? Ê nhưng mà anh tâm sự thiệt nha, anh nhìn thấy mình đội một màu tối á. Cái gì? Anh nhìn thấy mình đội một màu tối á. Sẽ không thắng được game nào đâu. Bị cái năng lượng tiêu cực. Thôi, tiêu cực quá trời. Anh á. Có con này nó chở làm sao mà lên à. Em nghĩ tất cả cái kia. Em nghĩ là mình nên tiến cái đi. Móc mũ ra luôn. Móc gòn nó đi. Móc gòn nó ra. Móc gòn nó ra đi. Dạ. Jennifer. Yes. À. Bị hói đầu rồi. Nó có điểm.
là thua từ đầu anh. Con Cuối à, chương trình mình có cái luật là nếu mà thua game mình cứ phải nhịn đói, nhịn đói hoài. Vì team này có quyết tâm chở mình luôn mà. Tôi chết luôn đi, tôi chết luôn đi. Cho tôi xỉu, cho tôi quỵ xuống giường sàn rồi đó. Khi mà mình quỵ được sao? Anh em, ơi chiếc không quay được nữa. Thì họ bắt buộc phải cho mình ăn. Ăn đồ ăn thường. Cái gì? Không quay được đâu. Không kìm đâu, không kìm đủ người đâu. Đúng, kinh nhan sao quá. Kinh nhan sao quá. Họ phải bồi bổ mình với những món ăn vừa là ngon. Nên mình tỉnh táo lại. Đúng vậy. Mình không cần chiếc gì đâu. Gì là đúng á, nên tỉnh táo lại. Em nghĩ đó là mình cứ liệm đi nha. Không có xin xỏ gì mà những cái tôi của mình mà. Liệm đi, không quay nữa. Không quay nữa. Đi chưa mọi người? Đi ăn chưa? Rồi. Đi nhanh lắm. Ok. Đi nhanh lắm. Chúc mọi người ăn không miệng á. Thôi ba quỷ ăn uống. Đâu đâu, đừng ăn. Thôi, mẹ nó mập lắm hả? Mập lắm, mập lắm. Không được ăn hả? Hiểu. Trả cái áo đi. Thắng rồi trả cái áo đi. Không gì không anh, bây giờ em đỡ mặt rồi. Trả cái áo đi. À, để lấy cái mồi chiến thắng rồi có gì em trả cho anh. Ủa, áo của anh á. Ủa? Gì vậy? Mượn áo của anh đó. Mượn áo của anh đó là ngon rồi. Áo của anh đó. Mượn tôi đã là xong chơi trên cơ trên đầu trên cổ anh. Chị kiếm nào hay của anh à? Thua rồi, uống nước chậu bông cầm cự đi. Đồ ăn đâu mà ăn. Dài bông đi. Dài bông đi. Thì đã là mất hoa hồng đó mấy đứa. Ừ. Ủa, tiếp má. Là mất hoa hồng ăn được hả? Ờ. Ơ, đây. Wow. Wow. Nè đi. Được rồi. Ăn đi, bà tổ chức chưa thấy, tao thấy là vô lấy lại bây giờ, tranh thủ ăn đi. Hả? Thiệt á. Em ăn, không được ăn được luôn á. Giờ bà tổ chức mà vô cái là cắn liền. Cắn luôn, cắn luôn. Á? Bụng miếng luôn. Còn thiệt mà, cắn này mẹ đẻ rút kìa. Dài sau tấp lên chỗ kìa chân đó, tấp bà nha, để ngực tôi nha. Dạ rồi. Tạm biệt mọi người, tạm biệt Đông Tây Robinson. Ủa, có cái máy quay dữ vậy. Dạ, chào mọi người. Chào mọi người. Cái máy là sẽ giống như hủ dưa chua di động. Hủ dưa chua di động. Wow. Thì đó nó thúi rồi nha em nha, rất là gọi là ủ chua. Tỉnh báo lên anh em ơi. Mình đi hành trình, mình đi với nhau, không có ngủ đâu nè. 3 hours later. Trời ơi, đi máy bay tao có toilet, còn tụi em bây giờ cứng cái bụng luôn rồi. Mà bây giờ ở đây không biết toilet ở đâu. Vậy là em vừa quyết định là em phải ru. Không, bây giờ phải tính sao để em chạy. Anh chạy cho em dạy cho em chạy. Anh chạy cho em. Ý là anh thôi dạy. Không biết nữa. Anh Quy Rên đi, Quy Rên nha, anh ca sĩ anh Rên nha.